Sáng nay ngày 11 tháng 7 năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Trần Văn Dũng chủ trì hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Tiến, kiểm tra chuyên chính, vụ địa bàn 7, Ủy ban kiểm tra Trung ương. 6 tháng đầu năm, cấp quỹ, ban thường vụ cấp quỹ, quỹ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác tại địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, việc chấp hành nghị quyết Trung ương 4, khóa 11-12 về xây dựng, chỉnh đốn đảng, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh việc thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Quỹ ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu cấp quỹ xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, nhất là trên lĩnh vực y tế, phòng chống dịch COVID-19. Công tác kiểm tra, giám sát được sự đồng tình ủng hộ, và đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chủ nhiệm Quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy Trần Văn Dũng đề nghị cấp ủy, quỹ, quỹ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tiếp tục đà soát chương trình kiểm tra giám sát năm 2022, thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và Quỹ ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng, quán triệt thực hiện kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030 và kết luận số 23 của Ban Bí thư, phối hợp tổ chức, tập quấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tiếp tục tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát qua các phương tiện thông tin đại chúng.